Chào bạn, đối với van điện từ nó sẽ có cái chiều mũi tên ở đây ha các bạn ha. Các bạn lắp theo đúng chiều mũi tên thì van chạy mới đúng ha các bạn ha. Và mình nhận được một số câu hỏi là một số bạn hỏi là nếu mà mình lắp ngược chiều mũi tên thì nó sẽ như thế nào. Thì video hồi ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy lắp ngược chiều mũi tên nó sẽ như thế nào ha các bạn ha. Đối với van điện từ các bạn cần phải hiểu là nó có 3 cái kiểu tác động ha các bạn ha. Tác động trực tiếp, tác động gián tiếp và tác động bán trực tiếp ha các bạn ha. Đối với việc van mà tác động trực tiếp thì bạn lắp ngược chiều kim đồng hồ thì có thể là nó sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà phần lớn các cái van điện từ các bạn sử dụng ở ngoài thị trường là nó là van tác động gián tiếp hoặc là van tác động bán trực tiếp ha các bạn ha. Rồi mình sẽ để hiểu hơn là việc mà bạn lắp đặt ngược chiều kim đồng hồ là nó sẽ gây ảnh hưởng gì thì mình cho các bạn xem cái video này nha các bạn nha. Rồi các bạn ha, mình cho các bạn xem video này. Cái van điện từ này là van điện từ tác động bán trực tiếp ha các bạn ha. Và hầu hết các cái van mà các bạn sử dụng ngoài thị trường mà từ size mà từ 1 inch trở lên đó là đa số là loại tác động bán trực tiếp ha các bạn. Thì các bạn xem để mà bạn hiểu được là lắp ngược chiều kim đồng hồ, ngược chiều mũi tên như thế nào nha. Rồi ok, các bạn coi nguyên lý hoạt động của nó ha. Khi mà dòng chảy chạy qua đây bạn để ý nhận đó. Rồi bạn để ý ha, khi mà dòng chảy chạy qua đây ở cái van điện từ mà tác động bán trực tiếp nó sẽ có một cái lỗ ha. Lỗ này sẽ thông qua cái thân van hoặc là thông qua cái màn van. Và mình thấy nhiều cái van điện từ của Trung Quốc á, thì nó có một cái lỗ ngay trên màn van ha các bạn ha. Các bạn mở cái van ra bạn sẽ thấy nó có một cái lỗ nhỏ xíu ngay trên màn van. Rồi các bạn để ý nha, khi mà nước chảy vào đây thì là cái nước của mình nó sẽ theo cái lỗ đó và nó lên trên cái màn luôn ha các bạn ha. Khi mà nước lên trên màn luôn và đây là các bạn để ý nè, đó, ban đầu các bạn bơm nước lên và nước nó lên trên phía trên màn chưa kịp á, là cái màn của bạn sẽ mở ra một xíu ha, có một miếng nước chảy ra. Nhưng mà khi mà nước nó lên trên cái lớp màn đủ rồi đó, điền đầy lớp màn rồi đó thì áp suất của trên màn và áp suất dưới màn là cân bằng nhau ha các bạn ha. Tại vì nó thông nhau là nó cân bằng nhau. Như vậy á, là lực đóng của cái van của mình nó là nhờ cái lực lò xo nhỏ xíu trên này nè nha các bạn nha. Nó sẽ ép xuống là nó làm cho cái van mình đóng ha. Có nghĩa là áp suất ở trên bằng áp suất ở dưới, nhưng mà ở trên thì nhờ thêm cái lò xo này tác động nữa dẫn tới là cái lực mà đẩy ở trên đó, nó cao hơn cái lực đẩy ở dưới dẫn tới là cái van mình đóng ha các bạn ha. Rồi ok, các bạn xem khi mà có điện ha, nó hít cái phần này, nó mở cái lỗ nhỏ này lên nè ha các bạn ha, thì nước ở trên này nó chảy theo cái lỗ này. Đó, khi mà nước ở trên này chảy theo cái lỗ này là dẫn tới là áp suất của cái khoang ở trên á là nó thấp hơn áp suất của cái ngõ vào này, dẫn tới là cái chính cái sự chấn áp đó là cái áp suất này nó đẩy cho cái màn van mở lên luôn ha các bạn ha. Có nghĩa là cái van này nó sẽ mở nhờ vào cái cụm từ là một xíu thôi các bạn ha. Cụm từ nó chỉ mở cái lỗ nhỏ trên này thôi. Và cái lực mở của nó là dựa vào áp suất của cái phía đầu vào nó lớn hơn áp suất ở trên màn làm cho nó mở van nha các bạn nha. Rồi ok. Như vậy thì trong trường hợp nó mở theo nguyên lý này, vậy nếu mà bạn lắp ngược chiều mũi tên thì nó sẽ như thế nào ha? Mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Ok. Trong trường hợp lắp ngược chiều mũi tên có nghĩa là dòng chảy của mình sẽ chảy từ đây qua ha các bạn ha. Khi mà nó chảy từ đây qua, nếu mà chưa có điện á, là dòng chảy mình chỉ nằm ở trên đây thôi ha các bạn ha. Và nước nó không thể nào chảy lên đây được ha. Ở đây cái lỗ này nó bịt kín nè, nó không có chảy giống như là cái lỗ bên kia nha các bạn ha. Cái lỗ này nó thông qua, còn cái lỗ bên này nó sẽ bịt kín nè. Và nó không chạy ngược lên trên đây được là dẫn tới ha, ở phía trên màn này không có nước nha. Nếu như bạn lắp ngược á, trên cái màn này là không có chất lỏng, dẫn tới là áp suất ở phía dưới màn và áp suất ở trên màn á là nó khác nhau hoàn toàn ha các bạn, nó không có cân bằng như là bạn lắp cùng chiều kim đồng hồ. Vậy nếu như mà áp suất của cái bơm của bạn á và nó thắng được cái lực lò xo trên này ha, lực lò xo này ép là lực rất là nhẹ ha các bạn ha, tại vì nó là mở, nó không cần phải lực ép mạnh đâu ha các bạn ha. Van tác động bán trực tiếp với cái lực lò xo nó rất là nhẹ, cho nên nếu mà áp suất bơm mà thắng được cái lực lò xo này thì mặc dù là cũng coi các bạn chưa có điện thì áp suất nó vẫn đẩy cái màn này lên và nó mở van luôn ha các bạn ha. Đó, các bạn lưu ý nha, nếu như các bạn lắp ngược chiều mũi tên thì là khi mà bơm các bạn chạy á, bơm các bạn mà mạnh á, là nó làm cho cái van của bạn mở luôn không, mặc dù không có điện ha các bạn ha. Có nghĩa là cái van của bạn hoạt động sai chức năng nha các bạn nha. Đó, các bạn lưu ý ha. Và các bạn lưu ý nè, chính vì cái lực tác động ngược nếu mà đi ngược chiều mà nó áp suất cao mà nó làm cho mở cái van như vậy á, thì khi mà bạn lắp cùng chiều nha, có nghĩa là bạn lắp đúng chiều luôn ha các bạn ha, và đưa cái đường ống của bạn là đưa cái nước chảy lên cao luôn, lên trên cái mấy cái tầng lầu á, thì khi mà các bạn ngưng bơm thì áp suất ở phía này nè nó mất đi và áp suất ở trên cái đường ống nó hồi về, nó sẽ đẩy ngược về đây ha các bạn ha. Và nếu mà cái đường ống của bạn bơm lên cao quá thì dẫn tới là áp suất thủy tĩnh, áp suất theo chiều cao của cột áp á,
nó cao hơn cái lực thắng của lò xo thì nó sẽ cũng đẩy ngược cái màn van này lại, là làm cho cái nước, toàn bộ nước nó sẽ chảy ngược về lại lại về bơm ha các bạn ha. Và nếu như mà bạn muốn đề phòng cái trường hợp đó thì bạn hãy nên lắp van một chiều ở phía sau này ha các bạn ha, phía sau cái van điện từ lại ha các bạn ha, để khi mà van điện từ hoặc là bơm ngưng thì cái nước của nó sẽ không có hồi ngược về lại ha các bạn ha. Đôi khi mà áp các bạn bao lên, bơm lên trên tầng cao quá, nước hồi lại mạnh quá, có thể là làm rách màng nha các bạn nha, rách cái màn này và làm hư cái màn ha các bạn ha. Đó là đối với van tác động mà bán trực tiếp. Còn nếu mà van tác động gián tiếp thì sao, mình sẽ cho các bạn xem van gián tiếp nha. Đây bạn, các bạn để ý van gián tiếp thì cuộn coi nó nằm lệch về một phía như thế này nè các bạn ha. Đây là van gián tiếp này nha các bạn, cuộn coi nó lệch về một phía này, nó không có nằm ở giữa như khi nãy ha. Rồi các bạn xem của nguyên lý hoạt động của van gián tiếp này nha. Đó, nước chảy vào thì cũng giống như van trực tiếp thôi, là nó sẽ chảy lên trên cái màn ha các bạn ha. Đó, nó chảy lên trên cái màn và nó điền đầy trên đây luôn, nhờ lực cân bằng áp suất thì nó sẽ làm ha. Khi mà có điện ha, nó mở cái này rồi mình ngưng lại cho các bạn xem. Khi mà cuộn coi có điện ha, nó mở, nó làm cho cái lỗ này nó mở nè. Khi mà cái lỗ này mở thì toàn bộ cái nước chất lỏng ở phía trên màn nó chảy ra đây ha, và dẫn tới là áp suất ở trên màn thấp hơn áp suất ở dưới màn, làm cho cái lực đẩy lên và làm cho cái van mở ha các bạn ha. Rồi thì nếu như mà cũng là nguyên lý đó, nếu như các bạn lắp ngược chiều thì các bạn xem như thế nào ha, mình trở ngược lại cho các bạn xem. Rồi đây, nếu như dòng chảy của bạn chảy ngược từ đây qua ha các bạn ha, chảy ngược từ đây qua thì nó sẽ nước chất lỏng của bạn á, nó sẽ chảy ngược lên tới đây và nó bị chặn lại ha các bạn ha. Van của mình là thường đóng, nó chặn cái chỗ này lại, dẫn tới là phía trên màn này nè là không có chất lỏng ha, và nó sẽ không có cân bằng áp suất ha các bạn ha. Thì là lực đóng của nó là chỉ dựa vào cái lực lò xo phía trên cái màn này thôi nè, nhẹ, mà lò xo này rất là nhẹ nha các bạn nha. Thì khi mà bơm của bạn chạy giống như trường hợp kia thôi, khi mà bơm của bạn mà áp bơm của bạn mà cao hơn lực lò xo này á, thì nó sẽ đẩy cái màn này lên và nó sẽ mở bung cái van điện từ của bạn ra luôn ha, và nước nó sẽ chảy đi luôn, mặc dù là cuộn coi chưa có điện nha các bạn nha. Mặc dù là cái cuộn này chưa có điện ha, bạn chưa cấp điện vào van điện từ, nhưng mà do áp bơm mạnh quá là nó đẩy qua, nó làm cho van bạn mở luôn ha các bạn ha. Van điện từ tác động trực tiếp hoặc là bán trực tiếp thì nếu mà bạn lắp ngược chiều là nó sẽ xảy ra tình trạng giống nhau nha các bạn nha. Và đó là cũng là lời khuyên của mình, và bạn không nên lắp đặt ngược chiều kim đồng hồ đâu ha các bạn ha. Rồi hy vọng qua đi video này sẽ giúp cho bạn hiểu được là tại sao nhà sản xuất lại in cái chiều mũi tên trên van điện từ ha các bạn ha. Bạn lắp ngược chiều mũi tên là cái van hoạt động sai chức năng, là đôi khi nó sẽ gây cho bạn một số thiệt hại mà các bạn không biết trước được ha các bạn ha. Nếu như các bạn thấy video này, thông tin của mình hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like ha các bạn ha. Hiện tại thì bên mình có cung cấp các loại van điện từ của hãng Uflow này, của Ấn Độ ha các bạn ha, sản xuất tại Ấn Độ, và hãng này là phần lớn là xuất khẩu sang thị trường châu Âu ha các bạn ha. Mình có nhập về cho một số khách hàng rồi. Thì nếu như bạn mà muốn mua van điện từ thì các bạn hãy tham khảo cái đường link mình để ở dưới về cái website mà thể hiện sản phẩm của bên mình ha các bạn ha. Các bạn có thể lựa sản phẩm trên website của mình, hoặc các bạn có thể là liên hệ với mình theo số điện thoại mình để ở dưới, thì mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn ha. Và nếu như các bạn có câu hỏi thì các bạn hãy comment bên dưới nha, mình sẽ trả lời bạn trong phạm vi hiểu biết của mình. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được các video clip mới. Một lần nữa, xin cảm ơn.